Thủy Tiên nhập viện trong đêm vì sốt 40 độ. Mới đây, trên Facebook của Thủy Tiên đã đăng tải bức ảnh cánh tay cô đang được truyền nước cùng dòng chia sẻ. Sinh nhật mà em được tặng mấy con cúm siêu vi, buộc phải nhập viện trong đêm. Cứ 2-3 tiếng là sốt 40 độ một lần, người đứng không vững, nằm thì ù tay không thấy gì. Bác sĩ nói phải 50 ngày mới khỏi, bao nhiêu hợp đồng đã ký, người ta có thông cảm cho em không? Ngay sau khi nhìn thấy hình ảnh này, bạn bè và fan của Thủy Tiên không khỏi lo lắng trước tình hình sức khỏe của cô. Tất cả đều chúc nữ ca sĩ nhanh chóng khỏi bệnh. Trước đó không lâu sau trận Việt Nam đá với Indonesia tại AFF Cup, Thủy Tiên cũng đăng tải dòng status khá dài bày tỏ sự bức xúc của cô khi công vinh bị xem thường theo như nữ ca sĩ chia sẻ bản thân công vinh chỉ muốn chiến đấu hết mình và vượt qua mọi hoàn cảnh thế nhưng lại có những người khi vui thì nhớ đến công vinh còn khi tàn cuộc lại chỉ chăm chăm dìm anh xuống bùn